như mình xin nói một cái nhiều chuyện như thế này. Khi mà người lính nằm như vậy và coi là có cái một cái trận đánh mà chính mình phải ngồi nhìn hốt hoảng, những người câu thôi nhé. Thế thì về này, tại sao các bạn nói là dân Campuchia rất nhiều vàng, người lính chúng ta cũng đã vào giải phóng Campuchia và đánh Đông và Bắc, và đồng thời cũng đã làm chủ một loạt trận địa trên chiến trường Campuchia. Nhưng cái dư luận chính, cái dư luận không hay của xã hội đã đưa đến cho người lính chúng tôi những cái thiệt thòi mà không thể tưởng tượng được, không giải thích được, không giải thích được là gì. Nhưng lính đến Campuchia về có vàng, thật sự không khó đâu, vàng mắt là chính thôi. Cái này là cái lỗi của chính chúng ta, lỗi của chính chúng ta. Cái lỗi ở đâu? Cái thứ nhất, cái chuyện mà người lính có độ khoảng có một chút vàng, có một chút kim loại giống vàng, tôi chưa nói là vàng, chưa chắc đã phải là vàng, mạ vàng. Tại vì sao? Những người lính như chúng tôi có bao giờ biết đến vàng là thế nào, biết vàng nó là bao nhiêu. Đồng thời những người lính đói khổ chúng tôi coi như là ở vùng quê phía Bắc này, gia đình đã làm gì có vàng, biết đâu là vàng, chỉ biết nó màu vàng, nó là vàng. Thế nhưng có một cái này, tôi cũng mạnh dạn chia sẻ cho cộng đồng mạng biết là này, có những cái tuyên truyền hơi thái quá, tuyên truyền thái quá dẫn đến những đồng đội chúng tôi hy sinh mà không thấy nó vẫn còn mang cái bất hạnh cho người. Đấy. Tôi nói ví dụ như này, tôi có người bạn tên là Nguyên ở thành phố Vũng Yên, quê ở Đạm Xuyên. Bạn cũng đi lính cùng với tôi, xong rồi bạn bị thương, xong rồi bạn về đơn vị, bạn mất, về với sậu bạn mất. Thế thì thường thường thì coi như là người, khi mà người lính đã hy sinh thì cái bộ phận phía sau người ta tắm rửa, người ta thay quần áo mới để gì, để ta chôn cất thân niệm, tôn cất. Thế khi lục túi quần áo ấy, thì người lính của tôi ấy, thì trong túi nó có đâu một cái vảy bé bé này, coi như bằng đồng cái út thế này, màu vàng, màu vàng. Gọi tôi nói là màu vàng, thế còn nó vàng tật thì không, tôi chưa dám khẳng định. Thế khi xong rồi cái thì bắt đầu hôm nay ở chỗ ông Diện này thì nó bằng cái út này, nhưng đến tay tôi nó bằng nắm đấm này. Đến người lính tôi được nghe nó bằng nắm đấm này. Đấy, thằng ấy vì có cục vàng to bằng người nắm đấm nên bị quả M79 nó bắn thẳng vào mặt. Đấy là những một chuyện gọi là nhân cách hóa, hư cấu, hư cấu nó lên để mà giáo dục cho thằng lính, chúng mày vào đây chúng mày đánh nhau mà chúng mày tham vàng mày chết. Nhưng mà cũng đấy là một cái ý cạnh để mà giáo dục cho lính là không được tham ô chiến lợi phẩm, không được làm những vấn đề khác. Nhưng lại có cái này, có cái những người lính có vàng, có nhưng không nhiều, nhưng vẫn chết trận. Chết trận vì sao? Khi đánh vận động tấn công thì đương nằm ở u mối này, đáng nhẽ ông này ông cứ nằm đây đi, ông không chết, nhưng trong túi ông có một chút vàng, ông thấy nằm chỗ này không an toàn, ông nhảy sang cái u mối này to hơn cao hơn và đồng thời kín hơn. Thế thì khi mà coi như từ chỗ này vận động sang vị trí này thì trên đường vận động bị hy sinh. Có nghĩa là gì? Khi con người, người lính chúng ta mà trong túi chả có gì thì cuộc chiến nó đơn thuần, nó nhẹ, nó ngồng, nó chả có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà khi có một chút, tôi nói ví dụ có một chút nào đó thì nó cũng chi phối đến cái cuộc chiến. Và cũng từ cái chỗ đó mà tôi mới nghĩ lại là tại sao cái lực lượng Việt Nam Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chiến đấu với lại Cộng sản, với lại quân Bắc Việt không thắng lại được, cũng là một khía cạnh ấy. Tại vì sao? Khi nó được trang bị con người ta một cái đủ đầy, một cái mà coi như là quan hệ tối thượng là giá trị đồng tiền để coi như nuôi sống gia đình,
thì cái cuộc chiến đối với họ, họ không thể đủ bản lĩnh để chiến đấu nữa. Đấy, và đã không đủ bản lĩnh chiến đấu nữa thì người ta thua là chuyện đương nhiên, không có vấn đề gì. Và khi coi như hiểu được cái vấn đề đó ở cái chiến môi trường, thế còn vàng ở Campuchia, theo những cá nhân tôi nhận định có nhiều nhiều nhưng không thể nhiều bằng Việt Nam được. Cái đó là cái ta khẳng định với nhau khi giải phóng Sài Gòn. Tại vì khi tôi ở giải phóng Sài Gòn thì lúc đấy tôi đi thì là tôi lý lịch của tôi đi bộ đội là ở trường cán bộ tài chính kế toán đi. Thế khi mà cái trường đi thì vào đến Sài Gòn ấy, thì coi như tôi được đi cái lần đổi tiền đầu tiên, làm nhiệm vụ đổi tiền đầu tiên. Xong cái này làm cái nhiệm vụ coi như đánh quân quản lần thứ nhất. Thế khi làm tham gia đánh quân quản đất thì chúng tôi là người lính thì chúng tôi không được làm sổ sách gì đâu, chủ yếu là trông coi các khu vực xí nghiệp của tư bản thôi, trông coi bảo quản thôi. Thế xong cái thì coi như làm bảo quản như vậy thì tất cả toàn bộ cái đánh tư sản đấy thì đều nhà nước thu hồi cả. Thế vào thời khi nhà nước thu hồi rồi thì bắt đầu chúng tôi lại rút ra, thì lúc đó mình đi học, đi học hạ sĩ quan. Thế thì tôi mới nói này này, những cái việc mà tôi được coi như nhận thức được rời khỏi vòng tay bố mẹ thì là vào đến Sài Gòn, biết được phong cách cuộc sống của dân Sài Gòn để mà hiểu được cuộc sống của họ và hiểu được phong cách của họ. Đấy, cái đó là cái đầu tiên mà coi như mình biết được như vậy. Thế vào một thời dân Sài Gòn, vào những thời kỳ kim mang bộ đội, các bạn cứ nói thế thôi, dân ở đâu cũng thế. Với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam ở bất cứ ở đâu, kể cả khi Sài Gòn giải phóng, người dân Sài Gòn rất quý bộ đội. Sang đến Campuchia thì Campuchia cũng vậy. Thế vào một thời đặc biệt nằm ở Tây Ninh thì cũng có một chuyện như này, ngoài cuộc chiến tranh ra là cuộc sinh sống cùng với dân tại Campuchia. Khi mà chúng tôi về tháng 9 năm 1900, đầu tháng 9 năm 1977 thì chúng tôi từ sông Bé coi như quay lên Tây Ninh, lên xóm Lò rồi Long Thuận ở Tây Ninh, chúng tôi đóng quân để chuẩn bị đánh Campuchia đấy. Thế khi đóng quân ở đấy thì tôi, cái tiểu đội tôi, lúc ấy tôi tiểu trưởng, tiểu tôi có 4 anh em. Tôi với anh em thì được vào cái nhà, cái nhà nó bé như cái kiểu như cái chuồng, như thật như cái chuồng trâu của mình ngoài Bắc thôi, quây lá dừa lên. Thế có cái giường đấy thì nhường hết cho lính. Thế cơ chị này là chị Năm, tên là chị Năm Thẩm, thì chị coi như là thôi, mà nhà chị thì chẳng có ruộng có đất gì cả, cứ đi làm thuê thôi, nuôi 3 đứa con. Thế thì coi như tôi ở đấy thì coi như lúc đó trung đội tiểu đội trưởng thì chị có cái dàn bầu trước nhà. Thế thì coi như chị bảo thôi các chú cứ lấy bầu mà ăn, tại vì lúc đó chúng tôi khổ lắm, gạo thì coi như là mới lại ăn bộn bo bo rồi ăn bộn lấy cái thứ khổ lắm, nói cái chuyện khổ thiếu đúng đủ đường, lấy tí nước mắm cá khô. Thế thì rau xanh thì hiếm, thế thì chị cứ có quả bầu chị cho. Thế mà hôm nào mà chị là chị dân đi cao đài, dạo cao đài mà, thì cứ một ngày ăn chay một ngày ăn mặn. Hôm nào mà ăn chay thì thôi chả có gì cả, nhưng hôm nào ăn mặn thì ở ruộng về đi làm thuê thì chị bắt được con cua, con cá, con chuột đồng lại về cho lính ăn. Đấy, đấy, thật gì đấy, đấy tình cảm nó như vậy đấy. Đấy, thế khi sau cái thì cái dàn bầu của chị thì biết nào, quả ăn hết, ăn hết quả đến ngọn, ngọn rồi đến lá bánh tẻ rước lên. Bạn chưa được ăn bầu, lá bầu, các bạn ăn thử lá bầu ngon như thế nào với người lính chúng tôi. Thế đấy là những cái tình cảm người dân như thế. Mà khi mà chúng tôi đánh nhau ấy thì coi như chị lúc nào cũng nghĩ đến, lúc nào cũng thôi chúng biết chúng nó ở đâu, chúng nó sống hay chết, chúng có tin tức gì không. Thế Lê Hiếu sang thì cũng gặp chị mò sang đất Campuchia tìm ấy, nhưng mà không gặp mình, gặp mình Lê Hiếu. Sang hôm đấy là trận 7 tháng Giêng là C1 đánh là bị thương vong lớn quá. Ngày 9 thay đại đội 2 lên, thì vào khoảng độ ngày 10-11 thì là buổi chiều anh về cứ lấy tài liệu, lấy giấy tờ, giấy tờ gì đó lên. Thế thì là anh đi từ sau C bộ, vì từ phía trước mà đi lên đi về như thế này, thì là C bộ nó quay lưng lại như này, thì là anh đi từ phía sau, cái đồi từ phía sau, cái gò đi lên. Thế là khi vừa lên đến nơi một cái thì là
được anh Quân. Thì anh Quân, anh nuôi, anh giới thiệu, anh bảo đây là chị Năm. Thì thấy một cái bà phụ nữ miền Nam, bà đang đứng ở cùng với một nhóm, trong đó có thanh niên xung phong. Thì thanh niên xung phong họ tải đạn lên đến đấy cho xe hai để đấy, để cho vận tiếp tục tải đi. Thì để ở tại đó thì chị Năm, chị lên đó, chị lên đến vị trí đấy, thì là cái cứ của bọn anh ở chóp ấy. Gặp anh thì mấy thằng Hiếu nó vừa mới từ ở tuyến trước rồi. Thế thì chị cầm một cái bánh thuốc dê. Anh nhớ là bánh thuốc dê của miền Nam. Lạng một nó ướt, lạng một nó ướt mà nó ấy chứ, lên đen ướt. Chị cầm, chị bẻ đôi ra chị đưa cho anh. Thì là mày cầm lên để chia cho chúng nó ở phía trên. Thì hai chị em gặp nhau có mấy phút thôi, chuyện cho nhau có mấy phút thôi. Thì anh cũng chỉ biết chị này là chị Năm ở xóm Lò, là cái nơi mà đơn vị bọn anh từng đóng ở đấy. Gặp chị, và chị cũng gặp anh cũng duy nhất một lần đó. Thế thì sau đó thì vào chiến dịch, rồi là vào giải phóng, rồi bọn anh đi miết luôn, không quay lại và cũng không gặp chị. Thì đến năm cách đây khoảng 15 năm cách đây khoảng 15 năm thì chị ra ra ngoài này chị em có gặp nhau ở đây. Gặp nhau ở đây thì sau rất là nhiều năm rồi, thế mà chị gặp anh thì chị vẫn nhận ra. Gặp anh chị nhận ra là ngay cái thằng này là ngày đó như thế. Mà anh cũng chỉ gặp chị duy nhất lần thôi. Thì nói cái tình cảm của chị này, thì sau này thì chị có nói là năm 83 tao nghe tin là cái đơn vị rút quân về, tao ra ngoài cửa khẩu tao đón. Tao đón chúng tao đợi ha. Đợi mấy ngày mà không thấy mẹ các em mình nó về. Đi đến đâu cũng hỏi đại đội 2, và nó nhiều đại đội 2 lắm, không biết đại đội 2 nào. Thế nên là bà đón không được. Thì các em về thì chế độ chính sách rồi lên tàu quân sự rồi ra Bắc luôn. Rồi cuộc sống rồi này nọ kia ngoài này, bao nhiêu năm khó khăn như vậy, có ai nghĩ đến chuyện mà quay được về đâu. Thế thì đến khi mà kinh tế Việt Nam nó khá lên rồi, mọi người khá lên rồi, thì bắt đầu mới nghĩ đến, rồi mới đi lại tìm lại nhau, rồi gặp lại nhau. Chứ còn đấy, cái tình cảm của người dân. Thế còn cái trận 12 tháng 12 ấy, sau này chị Năm chị kể lại thôi. Sau khi mà chị nghe cái đại đội 2 thay chốt cho C1, thì hôm với đại đội 2 bị đánh, hy sinh nhiều như thế, cáng về là dân xóm Lò họ ra cửa khẩu, không phải cửa khẩu, lúc bây giờ đón ở ngay cái bờ đê mà đi qua biên giới anh, mà hướng ngã ba Thiếu Chết về, họ dân ở ra đón ở đấy, mà ra là cứ lật mặt lên, lật mặt tử sĩ lên để xem mặt, là thằng nào. Xem có thằng Hiếu đấy. Anh em của mình, có phải anh em của mình không? Họ nghe tin đại đội 2 đánh rất là liệt quả ở trên đây. Và đại đội 2 thì lại là cái đại đội mà cái xóm Lò, người ta rất là thương. Người ta rất thương lính của đại đội 2 đấy, nghe tin như vậy là họ chạy ra. Lật mặt lên xem mà thằng nào, em út của mình ra làm sao, các em ra làm sao, thằng nào còn, thằng nào mất. Ví dụ như thế, đó là sau đấy chị có kể lại thì anh chỉ được nghe thế thôi. Nhưng mình cũng không cụ thể ở đấy, mình không có biết. Nói như vậy để thấy là cái tình cảm của người dân Tây Ninh đối với cả lính sư 7 bọn anh, họ lính của đại đội 2 nói riêng, và sau này nữa thì là về Tây Ninh ấy, anh em họ có nói là mày mà về Tây Ninh ấy, về nhất là về khu vực Gò Dầu ấy, chỉ cần nói là tôi là lính của sư 7 tham gia bảo vệ biên giới đây, là dân họ rất là quý, vì họ rất là biết ơn người lính sư 7 của mình trong cái thời gian bảo vệ biên giới Tây Nam, đã chiến đấu cho cái mảnh đất đó, là họ chỉ cần nghe giới thiệu là như vậy thôi, là họ rất là quý, vì họ biết là những người lính đã từng thế nào, người dân nó chứng kiến cái tình cảm ấy, cái tình cảm nó sâu nặng, tình cảm ấy về sau khi mỗi lần mình đi vào Nam, muốn đi công tác, đi vào Nam thì mình đều lên đấy, về lại chiến trường đấy. Về lại gặp chị, gặp các cháu, và đồng thời cũng ngồi lại ôn lại, và đồng thời cũng chị cũng coi như mời chị ra phía Bắc ra thăm anh em tớ ở này. Thế thì lúc thì ở nhà tớ khoảng 10 hôm, 15 hôm, xong đến về nhà Quân, xong nhà Thi ở Hòa Bình, nhà Kiểm, nhà Thi ở Phú Thuận, ở Trương Mỹ, nhà Kiểm ở Hòa Bình. Đến nhà, những nhà đồng đội nào coi như là chị biết là đều đến ở cả, đến ở rồi coi như có lần chị ra cũng lâu đấy, ra đến 3 tháng liền chị mới làm vào. Cuộc chiến tranh nào rồi cũng qua đi, mà cái vết thương ấy của cả hai tuyến đều phải hàn gắn.
Tại vì sao tôi nói cái cuộc chiến tranh nội chiến của mình giải phóng miền Nam, hoàn toàn miền Nam, miền Nam thì chồng chị cũng là lính, lính của Việt Nam Cộng Hòa chết trận. Người đàn bà ấy dám chấp nhận những người lính như chúng tôi, như anh em. Có thể nói cơ anh có cơ người ta có người khác đánh giá là hình như bà này thần kinh, nhưng tôi lại không. Với tôi nghĩ đây là một trong những người có thể nói là một trong những sứ giả hàn gắn chiến tranh nội chiến của chúng ta. Vợ của lính Việt Nam Cộng Hòa, vợ thượng sĩ Việt Nam Cộng Hòa đấy. Mà bà ông chết trận là trước giải phóng có ít thời gian rồi. Trên kênh của em nói chuyện này có thể coi như là có người thấy nó có cái gì đó nó hư cấu. Như tớ thưa với lại các bạn đã nghe thì riêng bản chất của tớ thì không thích hư cấu. Cái đó là sự thật, ta sẽ nói là sự thật. Đúng rồi. Mà cái sự thật ấy nó đeo đẳng, nếu các bạn không va chạm các bạn không biết. Nhưng các bạn va chạm vào rồi các bạn sẽ hiểu. Đó là sự thật, chứ không phải là coi như là có cái chuyện gì trong đó. Khi coi như tình cảm con người đọng lại với nhau ở một góc độ nào đó thì chỉ người đó mới biết được nó thôi. Thế còn có thể nói ra thì có người khác cũng không biết được cái đó. Đấy, thì cái đó thì cũng nói trên kênh để cho em hiểu là cái quá trình mà anh em ta coi như là chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Thế còn tiếp nữa, tại sao tôi cứ nói lại là đến giờ phút này tôi vẫn mang ơn một người cán bộ đại đội của tôi. Nếu trận đó tôi chỉ cần coi như là đi thêm bước nữa thôi, vài bước nữa, có khả năng tôi không còn sống nữa rồi. Đấy, đó là anh Lê Phước, Lê Văn Phước. Anh Lê Tom. Lê Văn Phước, người Hải Phòng, Tiên Lãng Hải Phòng, anh cán bộ đại trưởng. Cái trận Chùa Hận thì tôi đã nói tiếp phần trận Chùa Hận. Gọi cái trận đấy là trận Chùa Cô Kỳ Sôn. Trận Chùa Hận. Ngày 13 tháng 6 năm 1978. Cái trận đấy là thế này. Khi chúng tôi đứng đóng Cô Kỳ Sôn thì cái trung đoàn 34 nhận lệnh đánh coi như cái chùa của Vi Sôn. Trong chùa ấy, trong cái khi mình điều nhân không biết bao quân thì không biết, nhưng tương đối là đông quân. Đến nỗi thì trung đoàn 34 nó phải sử dụng cả thiết giáp, những cái tăng thiết giáp, bốn cái thiết giáp lên đánh cùng để trung đoàn 34 đánh cửa mở, đơn đánh thương vong hết, thiết giáp bị bắn cháy. Thế thì bắt đầu coi như là đến lúc 3 giờ chiều, từ đánh từ 8 giờ sáng nhé, đến qua trưa vẫn không vào được. Cứ đợt nào xung phong lên thì lại hy sinh, lại phải lùi lại. Thế đến 1 rưỡi chiều, 2 rưỡi chiều thì bắt đầu coi như là được lệnh của tiểu đoàn 7 tăng cường đánh phía bắc của chùa Cô Kỳ Sôn. Cô Kỳ Sôn nằm ở này thì nó tuấn đánh xuống phía bắc xuống. Cái tiểu đoàn 7 đánh phía bắc xuống thì bắt đầu vào trận địa đánh. Thì coi như C2 ở giữa, C1 bên trái, C3 bên phải. Thế khi đánh vua xuống thì coi như là anh Phước đại đội trưởng, lúc tôi lên trung đội trưởng rồi. Phước bảo coi như dẫn quân bám bên kia đi. Thế bắt đầu tôi vào, lúc ấy trời cũng là lớp sắp mưa đấy nhá, tháng 6 vẫn còn mưa. Thế bắt đầu mới bám vào. Thế bám vào thì coi như là anh Phước bảo Lâm ơi chú ý, bám chậm thôi, và ông thầy nhìn cái hướng của C3 nó lên. Bao giờ hướng C3 nó bọc được thì sẽ bảo. Thế bắt đầu tôi nằm lại cùng với anh Phước thì bắt đầu địch cứ thưa trong bắn ra. Mà ông bảo là coi như trên cái đồng ruộng bằng phẳng này không hề có một cái trận địa nào cả. Anh không thể có một cái gì để chống, để nằm, để che đỡ cả. Có như bằng ly này, gọi là cái vật che khuất che đỡ không có. Thế là đồng thời cứ lúa non nó cứ lấp cái này. Thế coi như là đến 5:30 trời bắt đầu tầm tối rồi đấy. Tầm bắt đầu tối rồi thì cứ đợt xung phong nào cuồng C3 lên, cuồng C2 lên, lên lại dính lại Chiêm ra, lên lại dính Chiêm ra. Mà cái trận đấy thì bao nhiêu Lịch, như thế là trung đội trưởng, Lịch vẫn là trung đội trưởng. Lịch đã dằn cái khẩu, phải nói là Lịch cũng là người đánh cũng hay đấy. Lịch hiện nay đang ở Phú Xuyên, hiện nay đang ở An Khánh, ở chỗ này. Lịch về sau lên lại đội trưởng. Phạm Bá Lịch lên lại đội trưởng thì anh coi như là anh dằn cái khẩu LBD, anh bắn khống chế hòa điểm. Mà tôi nói là đấy là những kinh nghiệm của người lính, kinh nghiệm người lính. Thí dụ như cách đầu nòng nổ, khi nhìn thấy cái đầu nòng súng của địch chẳng hạn,
thì cách đầu nòng 1 mét nằm đây dùng RBD ghim, cứ soạn phản xạ 3 viên 1, 2 viên 1, 3 viên 1, 2 viên 1 mà làm cắt thẳng đại liên, làm cắt thẳng đại liên chứ phải không. Thế thì coi như Lịch là người coi như cũng thành tích trong chiến đấu cũng được tốt. Thế về sau cũng bị thương rồi, coi như bị thương Hiếu cõng ra, bị thương rồi ra quân. Thế thì coi như là khi như vậy thì anh Phước như vậy thì mình nằm lại. Đến lúc trời bắt đầu tối thì lệnh rút. Khi mà có lệnh rút cái thì rút ra thì bắt đầu anh Phước bảo ra khẩn trương đi, rút ra chậm không được đâu. Thế là bắt đầu chúng tôi rút ra. Tôi rút ra và coi như trong rút ra khỏi coi như là cái khu vực một cái trận địa khoảng cỡ 10-15 mét thì địch đưa một quân này trên bờ ruộng này, nó quây chặt, nó quây chặt hết. Thế mà coi như tôi cứ bò xong ngoảnh mặt lại nhìn, đấy, ngoảnh lại nhìn cứ thế bò, không dám nổ súng, không dám làm gì cả. Địch nó cứ quây như này. Cái trận đấy thật sự ra nếu mà coi như không nhanh một chút, không theo lệnh của anh Lê, của anh Phước và không coi như là mà coi như không cùng anh nằm lại đấy, thì trận đấy tôi chỉ lao lên thêm được khoảng cỡ hơn 10 mét nữa nằm sâu được đấy. Tới lúc quay ra không quay được nữa, được tôi quay tròn lại rồi. Thì cái đợt đấy thì coi như tôi mất một người bạn ở C3 là anh Hùng, gọi là Hùng Âu. Ông bố tên là Âu mà coi như là về sau coi như mãi mới lấy được xác về. Thế tại vì sao? Có nghĩa là thường thường chính trị mất xác là chuyện bình thường. Nếu cứ đánh mà không thắng là dễ mất xác. Và mãi mấy hôm sau mới lên lấy được. Mà lên lấy được thì xác băm bằm. Thế vào thời cái chiến dịch cái tụi mà coi như là quân Quốc hay Syria này, hình như theo như tôi được biết là nó không có tù binh. Có như chúng ta người lính Việt Nam bị bắt thì chắc là chết, không giờ có tù binh. Cuộc chiến không tù binh. Cuộc chiến không tù binh. Và cái đó là cái mà tôi biết là coi như là khả năng là như thế. Thế nên bọn anh trong chiến đấu là trong chiến đấu là đàn anh bao giờ cũng nói với đàn em vào sau thường thường nói là đánh nhau đánh thì chết thôi, chạy thì cùng chạy, nhưng mà thường thường không bao giờ dạy nhau chạy mà thường thường nói là đánh là phải chí cốt, tức là phải trung thủy với nhau và chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Khi nào cấp trên cho lệnh mẹ rút thì mới được rút, chứ còn nếu không được mẹ ù té chạy là không có được. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai nữa là dặn dò nhau là cuộc chiến nó không có tù binh đâu nhá, đừng có hàng nó, mà hàng nó là chết 2 lần đấy. Thứ nhất là nó đánh đập này nó thì đã chết 1 lần rồi, xong nó bắn chết nữa rồi nó băm nát người ra, chứ không phải đùa đâu. Nó đâm ra là không có bao giờ đầu hàng, không bao giờ có cái chuyện giơ tay lên đầu hàng cái địch cả. Đánh chết thì thôi, mà đã không chạy thoát được thì đánh đến chết. Mà đã mình nếu như yếu quá rồi, ví dụ như nó đại đội mình có 2-3 thằng thì không chạy thì đánh nhau với nó đến bao giờ? Thế đâm là bắt buộc phải bỏ chạy. Nhưng mà bỏ chạy thì phải cùng nhau chạy, chứ không có cái chuyện mày chạy rồi tao ở lại đâu, không có cái chuyện đấy. Đấy là phải bảo nhau. Đấy, trong chiến đấu là bọn anh như là có cái cuộc chiến tranh nó có cái đặc biệt như vậy. Đặc biệt như vậy, không ai mà đầu hàng thì bọn anh là không có đầu hàng, không có cái chuyện. Thế là trong chiến tranh với địch thì cái chuyện thừa với lại diện này không có lúc nào có nói bảo đánh là thắng đâu. Dạ. Có lúc thất trận mẹ toát mồ hôi rồi đấy. Tớ kể cái một chuyện thất trận của tớ khi đó mới là cái trận Bắc Chóp, lúc ấy là Hiếu chưa vào. Dạ. Bắc Chóp cái trận đấy là trên vai mình là khẩu RBD và quả M72. Thế phía chính diện thì địch có 3 cái thiết giáp, phía bên kia đầu cầu một cái tăng nó đứng, nó giá ngang nó bắn, cái đạn tăng 100 ly nó bắn đồng thời nó vận động tấn công đánh C2 mình. Mà lúc ấy C2 của mình nó mỏng đến mức độ này, thay chân chốt cho một tiểu đoàn thì có một đại đội chốt quá mỏng, lực lượng nó quá mỏng. Thế mà địch thì bắt đầu dồn quân nó đánh. Nếu địch dồn quân nó đánh thì buổi nó đánh bắt đầu từ 5-6 giờ sáng nó đánh được, nó cứ lên được một đợt thì tụi mình lại đánh lùi nó xuống, cứ lên một thì đánh lùi nó xuống. Thế vào đồng thời cái trung đội của mình gọi là trung đội cho nó oai, mà trung đội chỉ có 3 thằng. Tớ là trung đội trưởng, Ban quê ở Phú Yên này, Nguyễn Ngọc Ban là trung đội phó, và một chiến sĩ tên là Nguyễn Ngọc Bích hiện nay đang sống tại Bình Phước, tại Đồng Xoài ấy. Đấy là còn 3 thằng, 3 thằng ấy là một trung đội. Cái hướng của mình nó nhẹ hơn, hướng của mình nằm sát bìa sông thì chỉ có ăn 37 của nó thôi. Cứ 37 của nó bên kia sông nó bắn sang
cứ nổ đùng đoàn trên đầu. Thế địch thì nó chưa vào hướng ấy. Thế thì coi như khi mà đâu coi như là mà liên lạc với là thế nó chạy đến. Nhưng mà ông điều cho tôi một người, lệnh của đại đội điều một người. Thế điều một người về đấy thì thường như kiểu ai thì quay đi quay lại thì có tôi đại trung đội trưởng, trong ban trung đội phó. Thế là Bích lại phải lò dò sách súng sang bên cái hướng coi như chủ công ấy, cái hướng chính diện của địch ấy, nằm đấy. Cái trận đấy tôi nói nghe, khi mà đến lúc 12 rưỡi quánh bục, quánh bục cho lính của mình coi như để lại 4 xác không lấy ra được. 4 xác lấy được, trong đó có nhặt ở Quảng Ninh, nhặt người tàu của mình. Thế nào đồng thời Quế thì bị thương và chân, rồi mấy thằng linh lạc nữa tên mình quên tên rồi. Nếu Quế bị thương ở chân thì nó nghe này, mảnh nó bắn nhá, nó mảnh nó nổ nhá, nó vào chân nhá, mà nó cắt đứt bàn chân, cắt đứt hẳn bàn chân, mà cắt đứt lìa hẳn bàn chân, bó lại rồi. Thế mà khi bật chốt nó vẫn còn chạy được, phải hiểu nó có như cái sống chết của nó mạnh mẽ là như vậy, hăng mà thế mà vẫn cứ chạy được, chạy đến lúc coi như là thoát khỏi cái tầm của địch và đồng thời thấy vận tải thì ngã xuống đất. Mình đoán là nếu mà nó chưa thấy vận tải cán thương thì chắc là vẫn còn chạy được. Đấy nha, đấy là con người mình nó có diệu kỳ đấy, nó có diệu kỳ là như thế đấy. Những cái trận đấy là bắt đầu là khi mà đến lúc mà chuẩn bị bục lưỡi thì bắt đầu lại lệnh mình với ban phi sang. Cái ban phi sang thì phi ban chạy trách phía dưới tí, mình chạy ngược lên phía trên một chút. Thì vào nơi thì tôi bạn này mình nhìn ba cái thiết giáp nó chạy này, mà mình nằm ngang nó, mình cách nó khoảng 3-40 mét, 3-40 mét rồi mà dừng lưu le cứ lúc xúc cái này. Thế bắt đầu mình rút cái đạn quả đạn 12 đấy, mình rút quả đạn ra, bắt đầu mình giơ lên mình ngắm cái thân xe này, nó cứ gì chứ nó không chạy nhanh, tại vì đánh trận làm gì xe tăng bao giờ chạy nhanh, xe thiết giáp chạy nhanh đâu. Chẳng qua là cái lô cốt di động nó cứ gì thôi. Bây giờ mình ngắm lên, mình đặt ngắm vào xong mình làm bóp cạch hết, không nổ. Xong mình lại đút ra, lại lắp nhạc lại ngược đầu lại, lại kéo ra lần thứ hai, mình đặt lên bóp cạch cái không nổ, cho mình quăng xuống đấy. Thế quăng xuống đấy bắt đầu mình lấy khẩu RPG thì địch nó vẫn cứ lố nhố trên thành xe. Thế mình đặt xuống đấy bắt đầu mình dê được khoảng một loạt, xong dê hai loạt, dê thế thôi, không dám dê nhiều tại bây giờ nhiều sợ lộ. Dê xong đấy mình chạy, mà mình chạy thì bạn biết nào, 12 ly 7 37 cứ thế đuổi sau đít đuổi sau đít, mà cứ thế mình chạy tầm khoảng 5 cây, 5-6 cây cứ thế nó ngồi sau nó bắn, cứ bắn dưới tầm nó cũng bắn, cứ lại chạy. Tôi chạy được khoảng cỡ gần 5 cây thì bắt đầu gặp một cái lực lượng chốt chặn của 34 của trung đoàn và của trung đoàn 34 của sư 7 nó cướp đấy. Mà thằng bạn mình lúc ấy là đại đội trưởng, bạn mình lúc ấy là nó người là hạ lôi đại trưởng, cái thằng Thảo về sau anh cũng lên đến thượng tá để nghỉ hưu đại trưởng. Thế để bắt đầu coi như vào nơi nó trông thấy, bắt đầu nó hỏi mẹ ơi, bảo tao hay chí mẹ mật mẹ chốt rồi mày ơi, địch em đứng đuổi sau đấy. Thế là bắt đầu ở cái hô lịch chúng mày mẹ dậy hết à, thôi mày đừng về vội, ở đây với tao. Thế thì mình ở lại với lại bạn của mình một buổi chiều mấy, một tối hôm ấy. Trung đoàn 34. Trung đoàn 34, nằm lại cái đơn vị ấy, nằm trung đoàn 34, nằm lại được khoảng cỡ hết sáng sớm sau. Thì bảo thôi, tao về đơn vị này. Mà trước khi chạy thì mình gặp một anh gọi chú với anh sang làm, anh trước là tiền trưởng tiền 8, trước là chú đây tiền phó tiền 8 sang làm tiền phó tiền 7. Anh lên người Phú Thọ, anh là Toàn. Về sau anh lên tham mưu trưởng, anh gọi Toàn ngang, trung đoàn phó. Anh là Toàn ngang, anh bảo, không, nó chạy thôi. Anh ngồi nó đông lắm anh ơi. Thế ông ấy bảo chạy đi, ông bảo thôi chạy đi. Thế nhưng mà thật sự là chạy đi thì chạy. Thế nhưng cái là lúc ấy trung đoàn cũng đã cái hướng cũng đã có chuẩn bị một tuyến ngăn chặn rồi. Nhưng địch nó chỉ đánh đến đấy thôi, nó lại không đánh nữa.